Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Câu chuyện Hoa Hãnh Tiến. Đó là một loài hoa dại mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hoa mọc hoang ở nghĩa địa xóm đông, gần quê ngoại tôi. Một cậu bé chăn bò đã nhổ tặng tôi chùm hoa ấy trên một nấm mồ hoang. Trong một buổi chiều tảo mộ có tiếng quạ kêu, thân cây hoa thẳng, cao bằng hoa vạn thọ ngày Tết. Gốc hoa như rễ tre, nhưng nhỏ và mềm. Lá như lá lúa, nhưng dày và mỏng như lá mồng tơi. Hoa nào cũng chỉ có 10 cánh, đỏ như màu máu. Có nụ hàm tiếu như hai bàn tay chắp lại, nguyện cầu. Có hoa đang nở như hai bàn tay mỗi xòe, thành đạt và rạng rỡ. Hoa không thơm mà ngai ngái mùi đất bùn, mùi rơm rạ, mùi cỏ dại. Hồi nhỏ, một lần về ngoại, anh em chúng tôi phải mất khoảng 1 ngày giờ đi bộ. Nhà thì chỉ có mỗi một chiếc xe đạp. Đi xe đạp thường nhanh hơn, chừng 10 phút. Nhưng phải lọc cọc, vác xe xuống đò, rồi lại còn sắn quần mà đợi xe qua khỏi bãi cát bên kia sông. Trước khi qua sông, chúng tôi thường phải đi qua vài quãng đồng, vượt qua một nghĩa địa, một đoạn trượt dài theo con đường sắt xuyên làng Nhân Hòa và một khúc quanh co giữa hai bờ tre xào xạc, lích chích tiếng chim, tất cả đều ở phía bên này. Nghĩa địa Sâm Đông hồi ấy quả là kinh khiếp đối với tôi. Mỗi lần về thăm ngoại, chỉ là một đoạn đường mòn nhỏ nhỏ, nhìn nhằng vắt qua lòng nghĩa địa mà sao nó dài, nó xa thắm thẳm đến thế. Nhiều lúc qua đó, tôi phải cắm đầu cắm cổ phải thục mạng để không nhìn thấy những cái nhìn bạc phách vô cảm mà xuyên thấu từ những tấm ảnh đã hoen ủi trên những bia mộ kia. Tôi vừa chạy vừa nghe như có tiếng chân ái đó loạt soạt đuổi theo phía sau mình. Tôi cắm nén nhang hương cuối cùng vào chiếc lon sữa bò đặc quánh đất sét của ngôi mộ bên cạnh. Một tay cầm chùm hoa dại, một tay đỡ má đi về phía bờ sông. Đi bên tôi, má rưng rưng nước mắt. Dạo này má thường mơ thấy ngoại, bắt cậu Năm thì còn thấy gì nữa đâu. Vợ thằng Thức thì suốt ngày ngoài đồng. Mấy tháng rồi má không về, giờ thì chân với cẳng mấy bước đã phải ngồi, mà có đứa nào đâu để chở má. Tiếng má lẫn vào tiếng gió, tiếng tre, tiếng nước và tiếng còi tàu vừa hú xa xa. Tôi mứt mồ hôi, bước thấp bước cao bên má. Má từng bước thấp thững bên tôi. Hai mẹ con vừa cũng đến được bến đò mà hình như đã non chục năm rồi tôi chưa trở lại. Mênh mông trắng, mênh mông xanh, rười rượi nước và gió. Trước mặt tôi là dòng sông quê ngày nào, sau lưng tôi là những vạt đậu cọng, những bắp, bãi mía, lùng cây dại, chạy ngược theo sông về phía thượng nguồn. Đò ơi! Như từ cõi xa xăm nào kia, có tiếng tôi trong reo vọng lại. Hai mẹ con rồi cũng rất dưới nhau qua những cái bãi cát bên này sông. Một góc trời đã bắt đầu đỏ thẫm. Nhà ngoài tôi kia, những chùm mồi xanh, những tay xoài non đầu vườn có còn lau nhau rụng vào cái lu vỡ. Trong đó có cái gáo dừa đã trơn thẫm màu rêu. Hình như tiếng mõ, tiếng chuông đâu đó của ngoài tôi vừa lò mọ trong chiều. Chùm hoa dại trong tay tôi lại mềm đi vì thiếu nước. Nhà tôi ở thị trấn Bình Hưng, các thị trấn nhỏ nhỏ giữa phố nửa quê, bao đời nay cứ lưng lửng giàu nghèo chừng vài cái số đường nhựa, đường sống trâu, đường lò, đường bò, cát lún là đã về đến nhà ngoại, nơi cậu Năm tôi đã mù, ông bà ngoại cậu Bảy dì út tôi đã khuất núi, chỉ cách thị trấn một con sông mà bên kia đã làng quê thăm thẳm. Mới đó mà đã 20 năm. Rời ghế giảng đường, tôi như con chim háu chớp cánh bay lên cao về miền Tây Nguyên. Những cơn mưa rừng dai dẳng đến u mê, những mùa khô rông rốc, gió thổi rạp những vạt dã quỳ vàng. Những năm tháng dạy học rồi loang loáng cũng đã trôi qua. 5 năm gần đến hạn chuyển vùng về xuôi thì tôi lấy vợ bỏ nghề.
Tôi lao vào những chuyến đi rừng như một con bạc khát nước, đánh đổi cả những năm tháng sinh viên vùng biển, những sân trường áo trắng học trò, những cơn sốt rét rừng, những trò đổi trác để nhanh đến không ngờ được cả một lúc tiền tài, địa vị, danh vọng trong niềm hãnh tiến. Khi nào thì con rảnh? Má nhẹ nhàng hỏi tôi giữa xe khách một chiều giáp Tết. Có thể chiều mai nghe má, mình chạp mã ông ngoại rồi về thăm cầu 10 năm. Lâu lắm rồi, giọng tôi tuyệt nghề trong cơn say. Tôi lạc vào một khu rừng hoang lấp sấp mưa, ngổn ngang những thân cổ thụ còn tươi rói rói, những vết rìu lằn cưa như những pho tượng cuộc đầu. Bàn chân tôi lún sâu vào đất nhão nhẹt, lầy nhầy những gươm và xác thối giữa của những con nai, con sóc, con chồn. Tôi cô lê những bước chân vết bùn và tìm lối ra. Một vùng thâm u huyền bí đã bắt đầu sập tối. Tôi muốn bay vào khoảng trời đục nhờ nhờ trên cao, lối thoát duy nhất lúc này. Nhưng toàn thân tôi nặng trĩu, tím tái. Bất chợt tôi gào lên, tiếng của tôi bỗng dại đi như tiếng sói tru giữa một đêm trắng. Và một đêm trăng, tôi nghe được trong một lần đi rừng. Tôi cởi tung chiếc áo vest đang mặc trên người, hơ mấy vòng trên đầu, rồi vụt mạnh vào khoảng dây nhợ lùng nhùng trước mặt. Trong làn nước mờ mờ kia, tôi còn kịp thấy chiếc áo vest một hóa thành chiếc áo tơi, những cánh đồng ngày nào của mẹ tôi kết bằng lá chàm nón đã tê tua lách vắt vẹo dính vào một mạng nhện khổng lồ chẳng chịt dây rừng. Trời sầm tối, tôi chơi với giữa những hoang đại ngàn, nơi mà tiền bạc, địa vị, quyền lực lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hình như có đốm lửa nhỏ nhoi giữa trập trùng lưới nước bùa vây, bì bọp ròng ròng. Tôi lê từng bước một như kẻ mộng du trong rừng thẳm, đi về phía cái đống lửa ấy và mơ hồ nhận ra một nếp nhà tranh trống hơ hoắc nhưng quen thuộc lắm. Nhà ngoại tôi đây sao? Trong cơn mưa gió bã bời, tôi lại nghe những chùm ổi xanh, những trái xoài non đầu vườn lau nhau rụng vào cái lu vỡ. Trong đó có cái gáo dừa đã trơn thẫm màu rêu, có tiếng mõ, tiếng chuông đâu đó của ngoại tôi lọ mọ trong chiều. Tôi đổ xuống trước sân ngôi nhà hoang như một cây thịt ướt. Trời vẫn sấm mưa và tôi lại khát, khát quá. Tôi phục đầu vào vũng nước đen ngòm mà uống ừng ực. Hình như có tiếng suối trong reo róc rách chảy thấm vào tận gan ruột tôi. Tiếng sóng vỗ ì ọp vào mạn thuyền lay lắt biến sông xa. Tôi đằng chịu bước vào ngôi nhà và định thần nhìn kỹ lại. Vẫn trống hơ hoắc, một chiếc chõng tre, một con đèn hạt đỗ hết. Đúng là nhà ngoại tôi đây rồi. Mái tranh sùng ướt, mảnh vườn xoài ổi xác xơ, cái sân ngày nào ngoại tôi phơi lúa, còn anh em chúng tôi quần nhau luyện võ. Tôi với tay cầm chiếc đèn hạt đỗ và ra soi vào những khoảng tối có thể. Chợt mắt tôi lóa lên, gì kia? Ồ, vàng, toàn là vàng. Bốn bức tường bằng đất sét nhào quyện với rơm rạ ngày nào giờ đã được lát vàng. Tôi không thể tin được vào mắt mình nữa. Một mái nhà tranh với bốn bức tường vàng, tôi phỏng ra như tượng. Chiếc đèn rơi xoảng xuống nền gạch và cháy bùng lên thành ngọn lửa trắng có hình một ngọn lau trên đồi hoang thuở nào. Ngọn lửa trắng ấy bỗng tách thành nhiều ngọn lửa khác, rồi như có bàn tay vô hình nào đó ném chúng về phía tôi. Áo tôi bén lửa, tôi vùng chạy ra ngoài. Cả ngôi nhà bùng lên một bó đuốc lau trắng khổng lồ. Tôi ngã chúi vào một vòi nước đang chảy ròng ròng từ một ống tre. Nước bắn tung tóe trên mặt. Mát, mát quá. Mưa đã cứu rỗi tôi. Mưa đã dập xóa cho tôi. Mưa đã hồi sinh cho tôi. Tôi ngửa cổ uống. Và hình như là có tiếng suối trong veo róc rách chảy thấm vào tận gan ruột tôi. Tiếng sóng vỗ ì ập vào mạn thuyền lay lắt bến sông xa. Rồi trong tiếng nước kia, tôi lại thấy cậu Năm tôi mặc bộ đồ bà ba màu trắng đục, đôi mắt sáng như hai vầng trăng rằm,
đang tắm cho tôi bằng chiếc gầu dừa vừa múc xuống đáy giếng khơi. Bỗng cậu Năm lừ mắt nhìn tôi, đôi mắt vằng vặc căng thẳng kia bỗng chốc biến thành hai mặt trời lửa đỏ như màu máu. Từ toàn thân cậu run lên, teo tóp dần lạ xuống, hóa thành chùm hoa dại mà cậu bé chăn bò đã ngủ tặng tôi ở nghĩa địa xóm đông kia. Trời vẫn mưa như trút, trong mưa ngôi nhà vẫn rừng rừng cháy, một thứ ánh sáng trắng như nào, một bó đuốc lau trắng khổng lồ, bốn bức tường dắt vàng kia đã bắt đầu chảy dẻo ra như sáp một ngọn nến vàng, lộ ra những vách đất ngày nào được trát bằng đất sét và rơm rạ. Rồi trong khoảng sáng tối nhờ nhờ ấy, bỗng chốc chùm hoa dài oặt mềm kia vụt tươi tắn lại, lớn dần lên cao bằng thân người. Những cánh hoa đỏ như màu máu chầm chậm mở ra như một con quái vật, những cánh hoa như những cánh tay tua tủa lông lá khập khững tiến về phía tôi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tôi vừa giật lùi vừa gào lên, ha ha, ta là hoa hạnh tiến, hoa hạnh tiến là ta, ha ha. Tôi giật bắn người bàng hoàng, hình như tiếng tôi đấy thăm thẳm từ ngàn xưa trong veo vọng lại, dù trong gió trong mưa trước bó đuốc lau trắng khổng lồ kia. Tôi chợt nghe có tiếng rít của những cánh cửa sắt, tiếng thở phì phò ngục đục từ những cột ống khói cao ngất trời, tiếng gào rú của những chiếc xe máy, tiếng chuông hoa của những người đàn bà chửi nhau, tiếng giao đêm trên hè phố, tiếng loảng xoảng của những đồng tiền vàng. Ha ha, ta là hoa hạnh tiến, hoa hạnh tiến là ta, ha ha ha. Trong đêm thâm sơn cùng cốc này, tôi lại nghe vọng về tiếng gào sòng vụt nước những đêm trăng, tiếng sáo diều vi vu trên những đồi hoang, tiếng bò bê xa xa vắng, tiếng võng kèo kẹt, tiếng ngoại tôi ru hời, tiếng cậu tôi đã rời. Trong những đêm hát tuồng trăng vằng vặc sáng, 10 cánh hoa dài như 10 ngón tay đỏ như màu máu kia bỗng vươn ra quấn vào cổ tôi như 10 vòi bạch tuộc. Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, ngoặt người như con thỏ rừng, trong tay người thời săn tua tủa lông lá. Và trong bức đường cùng ấy, tôi gom hết lời tàn lực kiệt hét lên, hoa hãnh tiến. Tôi choàng tỉnh, toàn thân đau nhức đã rời, người rơm rớm mồ hôi hấp hấp sốt. Đồ quỷ! Tôi buộc miệng chịu đựng, loang choạng đứng lên trong đêm, rồi đổ phục xuống như một cây thịt. Có thở quá, ngực tôi nhói lên. Đồ quỷ! Tôi chợt nhận ra nguyên nhân và điên tiết tháo chiếc cà vạt như chiếc thòng lọng kia, vung tay định vụt vào khoảng đêm vắng lặng trước sân nhà ngoại. Cứu! Cứu! Có người chết đuối! Bớ làng xóm! Tiếng ai đó gào lên thẳng thốt, mấy bóng người vụt qua mặt tôi, tiếng chân chạy rầm rập, có ai đó ngã dúi dùi, tiếng dây nhựa sột soạt, tiếng gậy tre va lanh canh, tiếng mõ gấp rút. Tôi đảo người vụt theo dòng người đang núp lúp xúc chạy về phía bờ sông dưới mảnh trăng hạ huyền. Trời ơi, cậu Năm! Giọng tôi nghẹn ngào dưới ánh trăng mờ mờ đến ngoài cúp tư mắt kia. Tôi thấy cậu Năm, tôi đầu trong lắc, mặt mày tím tái, mềm nhũn như xác một con nai, con sắc, con trồn ở trong giấc mơ kia. Và bằng kinh nghiệm của những năm tháng trong rừng sâu nước độc ngày nào, tôi biết rằng cậu Năm tôi đã ra đi, đi thật xa, đi thật nhẹ nhàng, không hờn trách ai. Tôi chợt khóc giống lên khi hiểu ra những cô quạnh từ bao nhiêu năm nay mà cậu tôi đã cam vận vào người. Phải, cậu Năm tôi đã mù gần 3 năm nay, hầu như cậu mất cả trí nhớ. Cậu Năm tôi cũng gần như thế, 3 phần ngày 7 phần đêm, được còn lại sau nhà. Giờ con cháu chia năm chia bảy lượt mỏi ra riêng cả rồi, thi thoảng con cháu lại chạy qua, người thì mớm cho ba má mình muỗng cơm, đứa thì đút cho ông nội bà ngoại nó lát sạch đúng. Một thạp gạo đã quá lâu ngày, một cả muối, mấy bó tỏi hành keo trên xó bếp,
được ít rau dưa góc vườn, đó là những gì còn gọi là lương thực dự trữ cho hai tấm thân còm cõi ngày đêm thui thủi trong căn nhà tranh chống thơ vắt kia. Khi tôi gạt nước mắt thì mọi người mới òa lên khóc. Những giọt nước mắt đã chất ra từ đáy lòng thành, nhưng cái cội nguồn kia đã dần khô kiệt trong lãng quên. Nước mắt chảy xuôi mà con, má tôi thường bảo thì hình như không ai còn thấy tôi đang quỳ sụp xuống bên thổ nam tôi và lặng lẽ vuốt mặt người. Hơi nắng vuốt xếp lại thân hình vãi nhũn của cậu, chiếc cà vạt trong tay tôi vẫn còn đó và hình như vẫn không ai thấy tôi đang lặng lẽ quàng chiếc cà vạt kia vào cổ áo người. Ngoài kia vẫn mặt trăng hạ huyền mờ ảo, bên trong ngôi nhà bao năm hưu quạnh kia giờ lại ấm hơi người, đốt lửa vẫn lép bép cháy, khói tỏ từng khuôn mặt người thành kính và nhào nát. Mọi người đã bắt đầu hồi tâm và đi tìm đèn thắp sáng. Lại ngọn đèn hạt đỗ nhỏ nhói hưu quạnh như vừa trong mơ của tôi. Tôi lùi lại và tránh sang một bên để cho mọi người bắt đầu làm những công việc quen thuộc khi chuẩn bị đưa tiễn một người thân ra đi vào miền viễn miễn. Một cảm giác trống vắng hụt hẫng bao trùm lấy tôi. Bây giờ tôi mới biết mình đang khát nước lắm. Tôi cổ tay tìm lý nước và tình cờ chẳng phải chùm hoa dại ban chiều. Thảng thốt, tôi rụt tay lại. Giấc mơ kia chắc sẽ còn theo tôi suốt quãng đời còn lại. Và trong tiếng khóc của mọi người, tôi mơ hồ thấy cổ năm tôi đã cắm chùm hoa dại vào ly nước này. Trước đốt lửa, trước ngọn đèn hạt đỗ, chùm hoa dại tươi hẳn lên, đặc biệt là những cánh hoa. Hoa nào cũng chỉ có 10 cánh đỏ như màu máu, có nụ hàm tiếu như hai bàn tay chắp lại nguyền cầu, có hoa nở như hai bàn tay mở xòe thành đạt và rạng rỡ. Hoa không thơm mà ngai ngái mùi đất bùn, mùi rạ rơm, mùi cỏ dại. Và trong thăm thẳm nỗi buồn kia, tôi biết trên thế gian này còn có một loài hoa dại mà tôi sẽ không bao giờ biết nó nếu chiều nay tôi không về lại quê ngoại. Sau nhiều năm lần khất, loài hoa dại ấy trong mơ tôi có tên là hoa hạnh tiến. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.